Rồi, trạng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 19 tháng 5, giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có chồi mồi, sỉ la tròn, hải châu, ghen tu hú, trang sen, ổi sỉ rừng, sơn trà, canh bướm, kim vít, bồ đờ, mờ ca và một cây phi lao. Cây phi lao khá to nha mấy anh em. Rồi, mã số 1 là một cây bồ đờ mini. Bồ đờ đọt đỏ cây mini nha mấy anh em. Cây này anh em giờ bỏ bàn chơi nha. Cây thì bằng ngón tay cái nha mấy anh em. Chiều cao tầm 20. Cây bồ đờ mini. Dòng này bỏ bàn chơi rất là đẹp nha mấy anh em. 300 bao ship, 300k bao ship cây bồ đờ mà số 1. Cái này anh em nào lái là ship cả chậu luôn. Rồi qua mã số 2 là một cây kim vít. Cây tây cành rất là già nha, cây cành mịn. Thân của nó thì gần bằng ngón tay út nha. Chiều cao 30, tàn đổ từ trên đổ xuống dưới đây là 45. Rồi, cây kim vít mã số 2. Giao lưu anh em là 220 bao ship. Rồi, qua mã số 3 là một cây MK. Cây này được nuôi trồng từ nhỏ này, bộ đớ của nó này. Rất quái nhé. Thằng cò lét tây cành nè. Về hết cây này nó để cho hồ vẽ rồi nha mấy anh em. Rồi, em đặt cái vành nem sen nha. Quần thân đây là nem sen nha, con bộ đớ của nó rất to nha. Chiều cao 42, ngang tàng là nem mư. Rồi, mã số 3, một cây MK, giao lưu anh em là 450 bao ship nha. 450k bao ship, cây MK, cây này anh em nào lái là em ship cả chậu luôn. Rồi qua mã số 4 là một cây canh bướm. Cây này viên một cái củ của nó rất là đẹp nha. Củ khá to nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh là nem 11 nha. Quanh củ đấy là nem 11 nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 45. Ngang tàng là 53 nha. Cái củ này tròn do rất là đẹp nha mấy anh em. Đớ nó trải nha. Canh bướm thì nó cho hoa rất là đẹp nha mấy anh em. Rồi, cây canh bướm mã số 4 giao lưu anh em là 550 bao ship nha. 550k bao ship, cây này anh em nào lấy là em đập chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 5 là một cây sơn trà. Dòng sơn trà thì bông trái của nó rất là đẹp nha mấy anh em. Cây này thân co lách rất là quái nha. Thân co lắc nha anh em, cây này cũng đã đi một lượt dây định hình nha. Dòng sơn trà thì cây lá của nó mình chơi bonsai khá là đẹp nha, mà tương đương như cây lá dúi nha anh em. Rồi em đo cái vành gốc của nó là 44, chiều cao 30, ngang tàng là 50. Rồi cây sơn trà mã số 5 giao lưu cho anh em là 380 bao ship, cây này bờ đỡ nó trải nha. 380 bao ship, anh em nào lấy thì em cũng đặt chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em. Rồi qua mã số 6 là một cây ổi sẻ rừng nha. Dòng ổi sẻ rừng thì quả nó nhỏ nhưng mà ăn rất là thơm ngon nha. Cây này một cốt ba thân bắt cầu nha, một cốt ba thân liền bờ. Đứa thì anh em khỏi phải bàn nha, bộ đứa cái này trải. Rồi em đo cái vành là 66 nha, vành gốc 66, chiều cao 53. Vành 66, chiều cao 53, ngang tàng thì 82 nha. Cây này khá to nha mấy anh em. Thân của nó thì mình cầm một nắm tay hết nha. Thân nó cầm nắm tay hết nha mấy anh em.
vành 66, chiều cao 53, ngang tàng thì 82. Ổi xỉa rừng. Rồi, cây ổi xỉa rừng mã số 6, giao lưu anh em là 500 bao ship. Cái này anh em nào lấy thì em cũng đặt chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em. Rồi, qua mã số số 7. Mã số 7 là một cây cái gân tu hú nha. Dòng này thì hoa nữa, nở màu vàng rất là đẹp. Cây thân một cốt hai thân nha. Một cốt hai thân, cây này tay cành nuôi rất là lâu nha. Cây này nuôi tầm 5 6 năm rồi, tay cành của nó bằng ngón chân cái nhưng mà anh em. Cây khá là già, tay cành mịn nhuyễn hết, cây đã thành phẩm nha. Bờ đớ của nó trải nè. Bờ đớ trải rất dựng dàng nha. Ôi mặt bên đây là này nó có cái lũa thép rừng nha anh em. Cái lũa này anh em giờ đánh cái lũa chơi cũng rất là hay nha. Này nó có cái lũa. Anh em giờ đánh lũa chơi rất đẹp. Cái tay cành này rất là già mịn hết nha. Không còn xương dâm gì nữa nha anh em. Cây sạch kẽm hết nha. Em phải tổng thở cho anh em xem. Cây sạch kẽm hết nha anh em. Gân tu hú. Rồi, cây gân tu hú mã số 7. Giao lưu anh em là 1 triệu 6 bao ship nha. 1 triệu 600 k bao ship. Cây này anh em nào lấy là em cũng đập chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. 1 triệu 6 bao ship cây gân tu hú. Cây thành phẩm nha. Cây cành mịn nhẫn hết nha anh em. Rồi, qua mã số 8. Là một cây hải châu sông cầu. Dòng hải châu sông cầu, lá nhỏ đẹp nha. Cây thân co lát nha. Bờ đớ thì trải. Cây này anh em về sang cho trong một cái chậu men đẹp rất ok nha. Rồi em đo cái vành là 15 cm, chiều cao 25. Rồi cây hải châu mã số 8, giao lưu anh em là 200 bao ship. Rồi qua mã số 9 là một cây trang sen nha. Trang sen. Cây một cốt. Em đo cái vành là thân là 7 cm nha. Chiều cao là 17 cm. Ngang tàng thì 22. Rồi 208 bao ship. 208 bao ship cây trang sen mã số 9. Cái này anh em nào lấy thì em ship cả chậu luôn. Rồi qua mã số 10. Là một cây chồi mồi xỉ lá tròn nha. Dòng chồi mồi xỉ lá tròn. Cây này thì khá là to nha. Cốt đặc luôn nha má anh em. Cốt khá to. Cây này em đo cái vành gốc của nó là 77. Vành thân. Vành thân trên đây là 50 nha. Cây khá to nha má anh em. Cây to già nên là nó có những cái lũa thép rừng nha. Rất là chắc đen thui luôn nha má anh em. Cây khỏe nha. Vành 77, vành thân 50, chiều cao 75. Cây này ngang tàng của nó tầm 60 nha. Rồi cây chồi mồi xỉ là tròn, giao lưu cho anh em là 700 bao ship. 700k bao ship, cây này anh em nào lấy thì em đập chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em. Rồi qua mã số 11. Mã số 11 là một cây phi lao nha. Cây phi lao cây này khá to nha mấy anh em. Tay cành mịn hết nha. Cây này đã thành phẩm. Tay cành rất là mịn. Cây này cốt bay nha, thân co lét. Cốt bay, thân co lét. Một cốt hai thân nha. Cốt bay, thân co lét nha. Tay cành rất là mịn. Tay cành nó thành bánh hết rồi nha mấy anh em, thành bánh hết, phân chi ra rõ ràng hết nha. Rồi em đo cái vành gốc. Cây một cốt hai thân nha, bự trải hết nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành gốc của nó là 45.
Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 1 mét. Cây thành phẩm hết chứ mà anh em. Vành 45, chiều cao 1 mét, ngang tầng 80. Ngang tầng 80 nha. Tầng bay từ sau nó bay tầng trước là 1,3 m. Cây này khá to nha mấy anh em. Rồi, giao lưu cho anh em là 2 triệu 3 bao ship nha, 2 triệu 3 bao ship. Cây này anh em nào lấy là em cũng đặt chậu bó bầu gửi cho anh em, ưu tiên cho những anh em nào mà nhận được xe nha. 2 triệu 3 bao ship, ưu tiên cho anh em nào nhận được xe. Cây khá to, cây đã thành phẩm, cây cằn mịn hết nhé. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi, chào anh em.